Đây là một trong những phân khúc căn hộ với view biển, đặc biệt là tầm tài chính cực kỳ là hợp lý, chỉ có 1.850 triệu. Anh chị đã sở hữu ngay một căn hộ tại phố biển Nha Trang, tại tòa nhà Sena Bay, một trong những tòa nhà đẹp được thiết kế với phong cách hình domino. Và tất cả các căn ở đây hầu như là đều thấy biển. Và căn mà các anh chị đang nhìn thấy đây chính là căn hộ tầng 20, mã căn là 09 của tòa nhà Sena Bay, tòa lạc tại 25-26 Phạm Văn Đồng, thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thì căn hộ này được chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai thiết kế và là chủ đầu tư duy nhất có mặt tại phố biển Nha Trang, với một thiết kế được xây dựng khá là táo bạo từ kiến trúc sư người Thái Lan. Và một điều mà Tị Anh cảm thấy rất ưng ý tại vị trí căn hộ này, đó là căn hộ này được sở hữu với pháp lý rất là chuẩn chỉnh. Và hiện tại thì căn hộ được gia chủ mong muốn chuyển nhượng lại cho anh chị nào có thiện chí và có nhu cầu mua và sống hoặc là cho thuê tại phố biển Nha Trang. Về tổng quan căn hộ thì như anh chị đã nhìn thấy hình ảnh này, với tổng diện tích là trên 40m², diện tích tiêm tường là 45m², thì căn hộ này sở hữu với một phòng ngủ thiết kế view nhìn thấy xéo biển và thấy thành phố Nha Trang. Tiếp theo đó là căn hộ này được vào tất cả các nội thất cơ bản có thể sử dụng như giường, tủ, bếp, sofa và kể cả những thiết bị điện tử âm tường. Đấy. Thì bây giờ thì anh sẽ quay tổng quan về căn hộ cho tất cả các anh chị xem lại một lần nữa. Với một vị trí cực kỳ là vàng tại phố biển Nha Trang, nằm trên con đường biển Phạm Văn Đồng, sở hữu một tầm nhìn ôm trọn biển và thành phố, thì căn hộ Sena Bay là một trong những sự lựa chọn nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng cũng như là thể hiện đẳng cấp của những chủ sở hữu tại đây. Và một điều cực kỳ là quan trọng nữa, được thiết kế rất là chỉnh chu về nội thất cũng như là thiết kế xây dựng khá là vững chắc trong phân khúc căn hộ cao cấp. Và phía ban công của căn hộ thì có một cái view nhìn xéo biển và nhìn vào trung tâm của thành phố biển Nha Trang, tạo nên một cái không gian nó rất là chill, cũng như là không gian sống ở đây rất là lành mạnh. Với khí hậu, môi trường, con người thân thiện tại phố biển Nha Trang thì chắc chắn anh chị có tài chính 1.850 triệu không thể nào bỏ lỡ căn hộ này. Và căn hộ này được đánh giá chuẩn từ 4 đến 5 sao, được quản lý bởi chủ đầu tư tập đoàn Nam Tiến Lào Cai. Và hầu hết tất cả những anh chị mà đang sở hữu cũng như cô chú đang sở hữu vị trí căn hộ ở nơi đây với gọi là mức sống khá là cao và ổn định, cho nên họ mong muốn nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng cũng như điều trị bệnh tại phố biển Nha Trang cực kỳ là hiệu quả. Thì Tị Anh muốn chia sẻ đến cho anh chị một cái giá cực kỳ hợp lý của chính chủ, đó là 1.850 triệu, để lại tất cả những thứ có trong căn hộ và bao chi phí sang tên cho tất cả các anh chị. Thì trong quá trình mà các anh chị mua thì căn hộ này chủ đầu tư trong tương lai sẽ bàn giao sổ hồng. Đấy. Và căn hộ này hiện tại là đang có sổ chung của tòa nhà. Thì bây giờ chúng ta sở hữu thì được chuyển nhượng bằng hợp đồng mua bán, sang nhượng buôn bán cho tặng thoải mái. Dạ rồi, chúng ta cùng nhìn ngắm lại tổng quan về căn hộ này nha.
với diện tích 45m2. Căn hộ được sở hữu với một phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, một ban công rất là rộng, một phòng khách được trang bị các nội thất cơ bản. Anh chị chỉ cần xách vali vào ở thôi ạ. Với mã căn là 09 tầng 20. Pháp lý là sổ hồng trong tương lai và hiện tại là chuyển nhượng bằng hợp đồng mua bán. Thì căn hộ này là căn hộ mới hoàn toàn, chưa được gia chủ ở ngày nào. Và cửa ở đây là cửa cách âm. Đặc biệt một điều là khí hậu ở đây sống cực kỳ là chất lượng, giúp cho con người chúng ta thoải mái, cảm giác thư giãn và nghỉ ngơi rất là chuẩn. Và đây là không gian hành lang phía bên ngoài, cũng như là khu hành lang chung của tất cả các căn hộ. Thì ở đây là với hệ thống quản lý cũng như là điều hành của tòa nhà thì khá là chu chỉnh, của chuẩn 5 sao, cho nên là ở đây sẽ được trang thiết bị và dọn vệ sinh cực kỳ là sạch sẽ hàng tháng. Và chi phí sử dụng cũng như là chi phí cho cái căn nhà của chúng ta rơi vào đâu đó là khoảng tầm 1 triệu trên một tháng cố định. Các anh chị nào cảm thấy phù hợp với tài chính của mình, cảm thấy nơi này sẽ giúp cho chúng ta nghỉ dưỡng cũng như là sống lành mạnh và tuổi thọ chúng ta được tăng cao hơn, nghỉ ngơi thoải mái hơn, thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Tị Anh nha. Em Tị Anh sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị đi xem nhà cũng như là kết duyên mong mắn căn nhà này. Và một điều cực kỳ là đặc biệt hơn đó là căn hộ này có rất là nhiều tiện ích, từ phòng tập gym, bể bơi vô cực, sân vườn, BBQ, phòng cho trẻ em chơi, cũng như là tất cả những sinh hoạt tiện ích của tòa nhà rất là nhiều. Chúng ta không chỉ sở hữu căn hộ mà chúng ta còn sở hữu rất là nhiều tiện ích của tòa nhà. Thì đây cũng là một trong những yếu tố mà giúp cho khách hàng cảm thấy thích và thoải mái khi mua căn hộ ở đây. Dạ rồi, nếu như phù hợp, đừng ngại hãy alo cho Tị Anh để được hỗ trợ và chia sẻ tất tần tật về thông tin dự án cũng như là thông tin căn hộ mà các anh chị đang sở hữu nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở những video khác trên kênh của Tị Anh Channel. Chúc cho anh chị có một năm mới thịnh phát và cuộc sống bình an.